ngày bầu quốc hội. 22 tháng 5 là ngày hội non sông. Cầm lá phiếu trên tay ta chọn người tài đức. Vì tự do hạnh phúc cho Tổ quốc Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tiên Xút. Mở đầu là bản tin thời sự trong huyện, tiếp theo là chuyên mục giải đáp và tuyên truyền pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trúc Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Chư Rút. Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rút tổ chức lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Phần cuối chương trình là phóng sự Agribank thắp sáng những ước mơ trường học. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trúc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo báo cáo trình đại hội, trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trúc Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các phong trào hoạt động. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đông đảo hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ thông qua 4 chuẩn mực, công, dung, ngôn, hạnh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thành lập và duy trì hoạt động được 10 tổ phụ nữ tiết kiệm với 246 thành viên. Tổng số tiền quỹ lên gần 600 triệu đồng, qua đó giúp cho 248 lượt hội viên vay. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trúc Sơn, các chị trong ban chấp hành hội đã đoàn kết sáng tạo để tuyên truyền vận động hội viên tham gia thực hiện cái phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, và gắn với thực hiện phong trào là đẩy mạnh cái cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì đã triển khai xây dựng nhiều cái mô hình làm theo gương Bác và thực hiện tốt 6 cái nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Thì có cái nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc thì hội cũng đã triển khai cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch tới 100% hội viên phụ nữ, và đã có trên 70% hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện cái cuộc vận động này. Và qua bình xét thì tới nay là đã có trên 60% đạt cái tiêu chí của xây dựng gia đình 503 sạch. Về cái nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế thì hội cũng đã xây dựng được nhiều cái nhóm phụ nữ tiết kiệm để sử dụng cái nguồn vốn nhàn rỗi trong hội viên phụ nữ để giúp những hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế để xây dựng gia đình hạnh phúc.
Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, duy trì phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững, vận động hội viên tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người phụ nữ, tiếp tục nỗ lực xây dựng và phát triển hội đạt trong sạch vững mạnh. Cũng tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trúc Sơn khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 với 9 đồng chí, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, đồng thời cử ra 7 đồng chí đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên. Tại đại hội, các đại biểu bày tỏ mong muốn và tin tưởng Ban chấp hành khóa mới sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, phát huy thế mạnh của hội, từng bước đưa mọi phong trào hoạt động của hội đi lên, góp phần xây dựng tổ chức hội phụ nữ cơ sở ngày càng vững mạnh. Về khóa vừa qua thì như báo cáo của đại hội Phú Bì và đại hội của chính thức của ngày hôm nay, tôi đánh giá là rất khách quan vì tất cả những báo cáo đúng với thực tế. Hội viên thì nhiệm kỳ vừa qua rất là tích cực và những cái hiện tượng tiêu cực là đẩy lùi. Như là cái nhiệm kỳ vừa qua tuyên truyền sâu rộng đến cho phụ nữ, nhiều phụ nữ vẫn chưa thoát cảnh bình đẳng giới, có nhiều người cũng còn đang bị hạn chế trong cái suy nghĩ, cho nên là muốn cán bộ hội là phải đưa đến những cái kỹ năng, rồi những cái kỹ thuật, rồi để đưa chị em vào nâng cao những cái lớp học về giao tiếp xã hội này, về gia đình này. Tôi thì mong muốn là lớp trẻ bây giờ là lớp cán bộ của cái nhiệm kỳ 2016-2021 là tiến bộ hơn cái nhiệm kỳ vừa qua. Tin tưởng rằng với những nỗ lực không ngừng cùng đội ngũ cán bộ của Ban chấp hành khóa mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trúc Sơn sẽ ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của hội viên nói chung và góp phần thay đổi diện mạo của xã nhà nói riêng. Sau đại hội thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ có những cái định hướng để thực hiện tốt phong trào thi đua cùng với 6 nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 đã đề ra. Thì bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ phát huy tinh thần đoàn kết và thay đổi những cái nội dung phương thức để phù hợp với lại địa phương mình. Ban chấp hành chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bằng tất cả tâm huyết của mình cùng nhau để đưa phong trào hội phụ nữ xã Trúc Sơn ngày một phát triển vững mạnh. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trúc Sơn đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội khóa 5, nhiệm kỳ 2011-2016. Sáng ngày 25 tháng 4 tại huyện Chư Sút, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Được biết, theo kế hoạch đề ra, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn tại 3 cụm. Trong đó, cụm 1 gồm các huyện Krông Nô, Chư Rút, Đắk Min, cụm 2 gồm các huyện Đắk Cờ Long, Đắk Song và thị xã Gia Nghĩa, cụm 3 gồm các huyện Đắk Rờ Lấp và Tuy Đức trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4. Riêng lớp tập huấn cụm 1 được tổ chức tại huyện Chư Rút với 70 đại biểu nữ tham dự đến từ 3 huyện Chư Rút, Đắk Min và Krông Nô. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức cũng như nêu bật vai trò, trách nhiệm, sự cần thiết tham gia chính trị của phụ nữ. Đồng thời, thông qua lớp tập huấn, các nữ ứng cử viên còn có cơ hội chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với nhau nhằm xây dựng và trình bày được kế hoạch hành động, xác định được nội dung yêu cầu khi tiếp xúc với cơ quan truyền thông, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 26 tháng 4, huyện Chư Rút đã tổ chức lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi loang quang phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết tại thị trấn Etherling. Tham dự buổi lễ có mặt của ông Trần Văn Siêu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo các ban ngành của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Etherling cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và học sinh các trường học trên địa bàn thị trấn Etherling. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rút đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Chư Rút tổ chức ra quân chiến dịch người dân tự diệt muỗi lăng quăng phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Được biết, trong hai trường hợp bệnh nhân bị nhiễm virus Zika đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh được xác định là mắc bệnh do muỗi đốt. Đây là căn bệnh không những nguy hại đến tính mạng của con người mà còn ảnh hưởng đến cả thế hệ tương lai của đất nước. Bởi nếu các bà mẹ mang thai trong những tháng đầu nhiễm virus Zika có thể dẫn đến nguy cơ gây bệnh đầu nhỏ hay còn gọi là bệnh viêm màng não mô cầu ở trẻ sơ sinh. Do vậy, trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rút đã tổ chức lễ phát động ra quân chiến dịch nhằm đưa ra các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả tại địa phương, hạn chế thấp nhất việc bùng phát dịch bệnh và lan rộng ra cộng đồng. Thay mặt ban nhân huyện, tôi kêu gọi lãnh đạo các ngành, các cấp cùng toàn thể nhân dân trong huyện vì sức khỏe cộng đồng tham gia các hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Yêu cầu lãnh đạo các ban ngành tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết đạt hiệu quả cao nhất. Yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức phát động chiến dịch phòng chống bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết tại các địa phương, quyết tâm không để bệnh do virus Zika xâm nhập và khống chế, không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn huyện. Với các khẩu hiệu vợ chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng có dịch, nếu có ý định mang thai, cần tới Sở Y tế để khám và tư vấn trước khi có thai và chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt như ngủ màn, mặc quần áo dài tay. Lễ phát động chiến dịch đã thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên, chị em phụ nữ, cán bộ viên chức, học sinh các trường học đóng trên địa bàn thị trấn Etherling tham gia hưởng ứng tích cực. Virus này thì ảnh hưởng rất là lớn đối với sức khỏe của phụ nữ trong cái tầm tuổi mang thai. Nhưng ví dụ như nếu mà mình trong quá trình đó mà mình bị nhiễm cái virus này thì có thể sinh con ra là nó sẽ bị đầu nhỏ và bị một số các dị tật khác và ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe cả bà mẹ và trẻ được sinh ra. Sau khi mà được tuyên truyền buổi hôm nay thì nếu mà có ý định mang thai thì sẽ phòng chống cái dịch bệnh này. Ví dụ như là mình có thể diệt trừ muỗi xung quanh khu vực mình sinh sống và giữ gìn sức khỏe cũng như là vệ sinh cái môi trường xung quanh mình sống để hạn chế cái việc bị nhiễm cái virus này. Để chiến dịch mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, ngành y tế huyện đã chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn huyện. Phối hợp với các trường học, đưa toàn bộ nội dung phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền vào chương trình sinh hoạt của các trường học. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên và học sinh. Qua đó, các em về tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng, tự thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, phòng chống muỗi truyền bệnh. Em rất vui vì được mọi người quan tâm đến sức khỏe của người dân trong huyện. Và sau khi tham gia buổi hưởng ứng này, em sẽ về tuyên truyền với cả trường về cách phòng chống muỗi Zika và muỗi vằn để người dân trong huyện chúng ta không bị các bệnh liên quan tới sốt xuất huyết và bệnh Zika. Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu cùng các em học sinh đã tham gia cùng đoàn xe diễu hành, cổ động đi qua các tuyến đường chính trên địa bàn huyện Chư Rút để tuyên truyền đến người dân cùng hưởng ứng chiến dịch, người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Trong thời gian 2 ngày 27 và 28 tháng 4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Rút đã tổ chức hội thi chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã thị trấn giỏi năm 2016. Hội thi nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, tham mưu tác chiến và huấn luyện của cán bộ chỉ huy trưởng các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tham gia hội thi có 8 thí sinh là các chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 8 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi, đó là phần thi xây dựng văn kiện chiến đấu phòng thủ cấp xã thị trấn, thi tự luận và trắc nghiệm về lĩnh vực chính trị quân sự và phần thi chiến thuật dân quân tự vệ, điều lệnh.
Nhìn chung, nhờ được chuẩn bị chu đáo cùng với những kiến thức từ thực tiễn nên các thí sinh đã thể hiện tốt trong từng phần thi, đồng thời giải quyết tốt các tình huống giả định được đưa ra trong thực tế ở từng địa phương. Về bản thân tôi cũng là một trong các thí sinh đi thi, qua quá trình chuẩn bị thi, bản thân đã ôn luyện các môn cũng như tổ chức ôn luyện thực hành các môn để qua hội thi, giúp ích cho riêng bản thân tôi cũng như các ông chính chỉ huy trưởng là nắm vững thêm về vấn đề chuyên môn cũng như ôn luyện rèn luyện những kỹ năng chiến thuật, kỹ thuật, trình độ khả năng để viết vẽ tác nghiệp và kế hoạch, tôi làm cơ sở đó để về đơn vị ở cơ sở sẽ hoàn thiện hơn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Nét mới trong hội thi chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã thị trấn giỏi năm 2016 này không chỉ đòi hỏi các thí sinh phải có kiến thức quân sự vững vàng, mà còn yêu cầu các thí sinh phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đa dạng và bám sát thực tiễn tại địa phương. Riêng đối với phần thi xây dựng văn kiện chiến đấu phòng thủ cấp xã thị trấn, các thí sinh cần có vốn kiến thức rộng về nguyên tắc chiến thuật, vừa phải có tính sáng tạo cao. Hội thi còn là cơ hội để các thí sinh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để bổ sung và nâng cao trình độ năng lực của bản thân, từ đó đúc kết những kinh nghiệm hay, những phương pháp hiệu quả và áp dụng vào việc xây dựng kế hoạch quân sự quốc phòng ở địa phương. Với những kiến thức học thì thông qua thi này thì nó sẽ củng cố và bổ sung thêm kiến thức cho mình để làm được cơ sở cho mình về vận dụng cho huấn luyện cũng như là phục vụ cho chiến đấu sau này khi xảy ra tình huống phức tạp ở tại địa phương, những kiến thức đó mình sẽ vận dụng linh hoạt, tham mưu cho các vị chính quyền địa phương cũng như là điều hành lực lượng để giải quyết các vấn đề linh hoạt và đạt hiệu quả cao. Đối với lại công tác tham mưu, đầu tiên là mình phải tham mưu cho các vị chính quyền, thế là bây giờ xây dựng các nghị quyết, các kế hoạch phục vụ cho huấn luyện cũng như là diễn tập, thế rồi phục vụ cho khi mà xảy ra tình huống bạo loạn biểu tình xảy ra thì mình vận dụng các kế hoạch đó để ngăn chặn cũng như là giải quyết giải tỏa đám đông để mà an toàn về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, nhờ có sự chuẩn bị khá chu đáo của ban tổ chức và của các thí sinh nên sau 2 ngày diễn ra, hội thi đã thành công tốt đẹp. Hội thi năm nay, đội ngũ ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn đã thể hiện rõ trình độ năng lực chỉ huy của mình trong việc tham mưu giúp cho cấp ủy Đảng ở cơ sở và quân sự cấp trên thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch quân sự quốc phòng ở các địa phương. Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả của hội thi giúp Ban Chỉ huy quân sự huyện chọn ra những thí sinh đạt kết quả cao nhất để tham gia hội thi Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn giỏi cấp tỉnh trong thời gian tới. Thì đây là một cái hội thi có một cái ý nghĩa rất quan trọng để nhằm là nâng cao cái trình độ về chính trị, rồi là bản lĩnh về chính trị và năng lực chỉ huy chỉ đạo ở cán bộ quân sự cơ sở cấp xã, để qua cái hội thi này là để nâng cao trình độ và từ đó vận dụng vào cái công tác chỉ huy chỉ đạo và lãnh đạo xây dựng cái lực lượng dân quân quân sự ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Với những gì đã học hỏi thông qua hội thi, tin tưởng rằng chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn ở trên địa bàn huyện Chư Sút sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, từng bước nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, đảm bảo tốt công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2016 và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện Chư Sút đã tổ chức giải bóng chuyền nam nữ công nhân viên chức lao động năm 2016. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, sự làm việc công tâm của tổ trọng tài cùng sự nỗ lực của các cầu thủ, nên giải đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Tham gia giải bóng chuyền nam nữ công nhân viên chức lao động lần này, toàn huyện có trên 100 vận động viên của 10 đội bóng tham dự. Trong đó có 6 đội bóng chuyền nam và 4 đội bóng chuyền nữ đến từ các cơ quan ban ngành của huyện cùng các xã thị trấn và các trường học trong toàn huyện.
với thể thức chia bảng đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra hai đội nhất nhì ở mỗi bảng vào thi đấu ở trận bán kết và chung kết. Được biết, đây là một giải đấu mang tính phong trào nhằm giúp các vận động viên nam nữ công nhân viên chức lao động có điều kiện được giao lưu cọ sát với thực tế. Nên mặc dù còn bận rộn với công việc chuyên môn, việc gia đình, nhưng các vận động viên vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ của mình, tham gia cùng với đội. Đặc biệt, chính sự đồng đều về lực lượng cùng với tinh thần thi đấu giao hữu, nên nhìn chung, qua 2 ngày thi đấu, các đội đã thể hiện sự hăng say, tinh thần fan play với những pha bóng hay, đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Tất cả đã tạo nên không khí của giải bóng chuyền nam nữ toàn huyện thêm sôi động và náo nhiệt. Vừa là tháng công nhân kỷ niệm 30 tháng 4 ngày giải phóng đất nước, cũng là ngày kỷ niệm quốc tế lao động, thì Liên đoàn Lao động huyện Cư Rút tổ chức cái ngày này chúng tôi rất là vui phấn khởi. Đây là dịp để chúng tôi được giao lưu học hỏi với nhau, cũng là dịp để nâng cao cái phong trào sức khỏe thể thao của huyện nhà. Để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp, ngay từ những ngày đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã gửi kế hoạch và thể lệ giải đấu đến các xã, thị trấn, các cơ quan ban ngành của huyện để đăng ký và thành lập đội bóng chuyền. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã chuẩn bị khá chu đáo về mọi mặt, từ sân thi đấu đến công tác tuyên truyền, băng rôn khẩu hiệu, nên giải bóng chuyền lần này đã quy tụ được đông đảo các đội bóng và cầu thủ tham gia thi đấu. Để góp phần vào thành công của giải bóng chuyền lần này là sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Hầu hết mỗi đội bóng đều có đội ngũ cổ động viên đông đảo đã tác động đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Nhờ vậy mà giải bóng chuyền nam nữ công nhân viên chức lao động toàn huyện năm 2016 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Giải bóng chuyền huyện thì mình tham gia cũng nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần tham gia thì cũng có học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm mới. Rồi cũng giao lưu, quen biết được rất nhiều vận động viên của các đội bạn. Rồi cũng nhờ đó mà mình cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong thi đấu cũng như là trong cuộc sống. Hy vọng rằng là huyện sẽ tổ chức nhiều cái giải thể thao như thế này, thì nó sẽ giúp cho các anh em lao động có thể gặp gỡ, giao lưu để trao đổi kinh nghiệm trong thể thao cũng như trong cuộc sống. Có thể nói, giải bóng chuyền nam nữ công nhân viên chức lao động lần này có ý nghĩa thiết thực nhằm phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và bộ môn bóng chuyền nói riêng trong môi trường cơ quan trường học. Bên cạnh đó, còn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thiết thực trong công tác xã hội hóa thể dục thể thao của huyện nhà ngày càng phát triển. Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Mà cụ thể đó là giải bóng chuyền nam nữ trong công nhân viên chức lao động. Đã có 10 đội tham gia, 6 đội nam và 4 đội nữ. Cái giải đấu thật sự là một cái cơ hội để cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn huyện có cái cơ hội để giao lưu, học hỏi, nâng cao cái thể chất và tinh thần cho anh em công nhân viên chức và người lao động. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các cái giải đấu thêm nữa trong các cái đợt tiếp theo. Vượt qua các trận đấu, hai đội bóng chuyền nam là công đoàn khối cơ quan chính quyền huyện và công đoàn thị trấn Etherling và hai đội bóng chuyền nữ là công đoàn thị trấn Etherling và công đoàn xã Tâm Thắng đã xuất sắc lọt vào trận chung kết. Với tinh thần thi đấu cao thượng, trung thực, các cầu thủ đã đem đến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất bóng chuyền nam cho công đoàn khối cơ quan chính quyền huyện, giải nhì cho công đoàn thị trấn Etherling và đồng giải ba cho công đoàn xã Nam Song và công đoàn xã Chư Cờ Nia. Đối với bóng chuyền nữ, giải nhất trao cho công đoàn thị trấn Etherling, giải nhì cho công đoàn xã Tâm Thắng và giải ba cho công đoàn trường trung học phổ thông Đào Duy Từ. Theo cơ quan công an huyện Cư Rút, vừa qua trong khi lực lượng 141 của huyện đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện đối tượng Nguyễn Chí Tín, sinh năm 1997, trú tại tổ 4, khối 2 thị trấn Etherling, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Chí Tín đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện, đối tượng Nguyễn Chí Tín đã khai nhận vào khoảng đầu tháng 3 năm 2016, đối tượng Nguyễn Chí Tín cùng một đối tượng tên là Nguyễn Minh Chí rủ nhau vào bệnh viện đa khoa huyện Cư Rút để trộm cắp tài sản.
lợi dụng sơ hở của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, hai tên Tín và Trí đã lấy trộm được một điện thoại di động cảm ứng hiệu Mobistar cùng hơn 10 triệu đồng tiền mặt trong túi áo khoác của người nhà bệnh nhân. Thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp của mình, ngựa quen đường cũ, đối tượng Nguyễn Tri Tín lại tiếp tục lang thang ở các địa điểm trên địa bàn thị trấn E Tờ Linh và xã Tâm Thắng để thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện công an huyện đang tiến hành điều tra làm rõ để đưa đối tượng ra truy tố theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2016 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cư Rút đã giải ngân được trên 21,4 tỷ đồng cho 878 hộ vay phát triển sản xuất. Để phát huy được hiệu quả từ nguồn vốn phân bổ hàng năm, ngân hàng đã tổ chức thực hiện cho vay ưu đãi đối với các hộ nghèo, đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, chủ động xây dựng kế hoạch nhằm triển khai thực hiện việc giải ngân nhanh chóng. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội và đoàn thể ở các xã, thị trấn, phát huy tốt vai trò ủy thác là cánh tay đắc lực của ngân hàng trong thực hiện công tác tuyên truyền và quản lý vốn tại cơ sở. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chư Sút cùng với sự đầu tư đúng hướng, các hộ vay vốn, đặc biệt là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã phát huy hiệu quả, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sút đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Nông đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Đến dự có đồng chí Trương Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và ban giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Nông. Tại buổi lễ, sau khi trao nguồn kinh phí tài trợ trường học của ngân hàng cho Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sút quản lý đầu tư xây dựng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Nông đã cho rằng, bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua, Agribank nói chung và chi nhánh Đắk Nông nói riêng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cùng tâm huyết và những đóng góp thiết thực cho các công tác an sinh xã hội. Hàng năm, đơn vị dành hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó công tác an sinh xã hội dành cho giáo dục được đơn vị đặc biệt quan tâm với nguồn kinh phí đầu tư lớn và được triển khai rộng rãi, hiệu quả. Với việc tham gia tài trợ này, Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Nông mong muốn cải thiện, nâng cao điều kiện dạy và học của thầy trò trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, tiếp thêm nguồn sức mạnh và nghị lực để thầy cô và các em học sinh không ngừng vươn lên trong công tác dạy và học, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành giáo dục ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã cảm ơn sự quan tâm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Nông đã hỗ trợ đầu tư thiết thực, hiệu quả cho công tác an sinh xã hội tại địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt trong dịp này, việc hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi là công trình có ý nghĩa quan trọng. Ngoài việc phục vụ nhu cầu dạy và học của thầy và trò nhà trường, còn góp phần để xã Tâm Thắng đạt được tiêu chí về cơ sở vật chất trường lớp trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trương Thanh Tùng cũng yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tâm Thắng cùng thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi cần quản lý sử dụng công trình có hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện Chư Sút ngày càng phát triển. Thì phải nói rằng Agribank đã biết được tin và đã đồng ý quyết định hỗ trợ cho trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi 10 tỷ đồng để xây dựng cái cơ sở vật chất đủ điều kiện đạt được trường chuẩn để đảm bảo được vấn đề cơ sở vật chất, tức là góp phần đáng kể và vấn đề đạt được cái xã nông thôn mới của huyện Cư Rút nói riêng và của tỉnh Đắk Nông nói chung. Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng là đảm bảo được cái nghị quyết của tỉnh ủy cũng như của hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Phải nói rằng từ xưa, từ lâu nay, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam là một người bạn mà đã
đồng hành cùng với nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội, cũng như làm thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên tất cả lĩnh vực, trong đó không phải của Đắk Nông mà thế cả của cả nước. Riêng ở Đắk Nông, trong thời gian vừa qua, Agribank đã đóng góp rất nhiều trong các đề chương trình an sinh xã hội về các chính sách an sinh mà đã thiết thực đóng góp cho vấn đề tỉnh nhà rất nhiều. Theo thiết kế, công trình trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, xã Tâm Thắng sẽ xây dựng 3 tầng gồm 15 phòng chức năng, tổng diện tích trên 600m2 với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 12 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank tài trợ 10 tỷ đồng. Số còn lại do Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư. Thời gian thi công xây dựng dự kiến 5 tháng và sẽ hoàn thành trước tháng 10 năm 2016. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp góp phần quan trọng tạo điều kiện để thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi có thêm cơ sở trường lớp khang trang, hiện đại để nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu sớm trở thành trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tiếp nhận cái vốn tài trợ của Ngân hàng Agribank, thì về cái vấn đề là thời gian đến thì nhà trường cũng chuẩn bị rất là nhiều về cái vấn đề là chất lượng của học sinh để đảm bảo là trong cái trường chuẩn quốc gia, thì cũng về cơ sở vật chất thì nói chung là được nhà tài trợ rồi là Ủy ban Nhân huyện đầu tư xây dựng, thì là nhà trường cũng rất là vô cùng cảm ơn tất cả các ban ngành rồi về cái mặt chất lượng để mà đảm bảo trong khi tới làm sao để hoàn thành trước 2016, thì nhà trường đã chuẩn bị rất là chú. Có thể nói với tình cảm giàu tâm huyết với công tác an sinh xã hội của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, sẽ có thêm nhiều trường học được xây dựng mới, khang trang, hiện đại, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục ở địa phương ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Huyện Trợ Giúp xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website đài truyền thanh trợ giúp.đắknông.gov.vn. Thân ái chào tạm biệt.